Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biểu diễn số thực trong hệ nhị phân với dấu chấm động ha. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách biểu diễn số thực trong hệ nhị phân với dấu chấm tỉnh. Các bạn có thể vào kênh YouTube Tủ Sách Vàng của mình để xem lại video đó ha. Ok, tiếp theo các bạn vào trang youtube.com xuyệt đạt ma trung. Sau đó mình sẽ vào repository. Các bạn mở kiến trúc máy tính và học tập lên. Mình tải cái file Word này xuống ha, dấu chấm động. Tải xuống. Download. Ok. Sau đó mình sẽ mở cái file này lên. Bằng Word. Đó. Rồi, mình sẽ đi qua phần lý thuyết ha. Thì để biểu diễn dấu chấm động trong hệ nhị phân, đầu tiên các bạn cần phải chuyển một cái số nào đó sang cái dấu chấm tỉnh trước. Đó. Thì từ dấu chấm tỉnh các bạn sẽ chuyển nó sang cái dạng là trừ vượt OS nhân với M nhân với hai mũ ơ ha. Đó. Với trừ một OS là biểu diễn cho cái phần âm và dương, M gọi là phần trị ha, và hai mũ ơ gọi là phần ngủ. Đó. Thì S nó sẽ bằng 1 khi mà cái số thực này là số âm và nó bằng 0 khi số thực này là số dương ha. Rồi M sẽ có dạng chuẩn 1 chấm ít ít gì đó. Ok, đó. Nó sẽ có số 1 trước cái dấu chấm này và đằng sau là một cái dãy bit ha. Đó. Sau đó mình sẽ chuyển cái mình lấy dãy bit này gán vào trong cái biến fact là function á. Function nó sẽ làm cái dãy đằng sau dấu chấm nè, dãy bit đằng sau dấu chấm ha. Đó. Sau đó mình sẽ suy ra M sẽ bằng phát cộng với một đây ha. Ok rồi, đối với cái số mũ phần mũ ơ đây thì mình sẽ có dấu âm khi mà mình dịch chuyển cái dấu chấm sang phải ha, chuyển sang phải. Đó. Và ơ nó sẽ có dấu dương khi mà mình dịch chuyển cái dấu chấm này sang trái. Rồi mình sẽ có ESP nó sẽ bằng ơ cộng cho bias. Thì cái bias này mình đã hướng dẫn các bạn ở cái video biểu diễn số nguyên có bias ha. Đó. Thì bias nó sẽ bằng 2 mũ k trừ 1 và tất cả trừ cho 1 với k là số bit của ESP này. Ok, sau đó mình từ ba cái thành phần S, ESP và FRAC sẽ biểu diễn được dấu chấm động bằng cách ghép ba cái phần này lại. Ok, đó. Thì đối với các bit, các số có bit khác nhau á, mình sẽ phân bổ nó theo cái tỷ lệ khác nhau ha. Đó, đối với 8 bit thì mình sẽ phân bổ theo tỷ lệ S, SP và FRAC là 1, 4 và 3. Đó. Thì trong đó BIOS nó sẽ bằng 7, BIOS nó bằng 2 mũ K trừ 1, tất cả trừ cho 1 ha. Ở đây K bằng 4 nè, hay 2 mũ 4 trừ cho 1 là 2 mũ 3 là 8, 8 trừ 1 trừ cho 1 là 7 ha. Đó. Thì đối với số 16 bit mình sẽ theo cái tỷ lệ là 1, 5, 10 và bias nó sẽ bằng 2 mũ 5 trừ 1 là 4 là 2 mũ 4, 16 ha, trừ 1 là 15. Đó. Còn đối với số 32 bit mình sẽ phân bổ theo tỷ lệ là 1, 8, 2, 3 và bias sẽ bằng 2 mũ 7 là 128 trừ 1 là 127 ha. Rồi đối với số 64 bit thì sẽ phân bổ theo tỷ lệ 1, 11, 52 và bias nó là 2 mũ 10 là 1024 trừ 1 là 123 ha. Ok, và tiếp theo mình sẽ qua phần bài tập. Đó, bài tập thứ nhất mình sẽ chuyển một số thập phân, một số thực ở hệ thập phân sang biểu diễn số ở hệ phân ha. Đó. Thì các bạn sẽ kể bảng như sau. Đầu tiên mình sẽ chuyển nó sang dạng biểu diễn số hệ nhị phân ở dạng là dấu chấm tỉnh. Đó. Thì đây 0.875. 0.875 mình phân tích nó ra là 0.5 cộng với 0.125 cộng với 0.25 cộng với 0.125 ha. Thì nó là 0.111. Đó. Rồi, ở đây 1 thì là 1. Ở đây 1.125 nó là 1.001. Còn này 224 thì nó phân tích nó ra được số này ha. 240 phân tích ra được số này. Ok.
Sau đó mình sẽ chuyển từ dấu chấm tĩnh sang dấu chấm động. Đó. Các bạn dịch chuyển cái dấu chấm này sang bên phải, tức là 1.11. Và mình nhân với số mũ là 2 mũ trừ 1 ha. Còn đây số 1 mình giữ nguyên, nên nhân với 2 mũ 0. Ở đây 1.001 nó là dạng chuẩn rồi, mình vẫn giữ nguyên và nhân với 2 mũ 0 ha. Ở đây các bạn sẽ dịch chuyển cái dấu chấm sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Đó, mình nhân với 2 mũ 7 và đây là 1.11. Đó, tương tự đây các bạn cũng dịch chuyển dấu chấm sang bên trái, đó là 1.111 nhân với 2 mũ 7 ha. Ok. Rồi, vì đây tất cả những số đây là số dương cho nên S của nó bằng 0. 0 ha. Rồi, ơ thì nó là số mũ. Đây, 2 mũ trừ 1, ơ bằng trừ 1. 2 mũ 0, ơ bằng 0. 2 mũ 0, ơ bằng 0. 2 mũ 7 là ơ bằng 7 ha. 7. Đây, ơ bằng 7. Đó. Rồi. Sau đó mình sẽ tính cái phần phần mũ. Phần mũ ha. Đó, thì SV nó sẽ bằng ơ cộng với bias. Ở đây bias nó là 4 bit. 4 bit. 4 bit. Bias nó là 7. Đó. Thì ơ là trừ 1 cộng với 7 là 6. 6 biểu diễn là 0, 1, 1, 0 ha. Ok. 4 cộng 2 bằng 6 nè. Rồi. Ở đây 0 cộng bias. 0 cộng 7 bằng 7. Thì biểu diễn sang hệ nhị phân là 0, 1, 1, 1. Đó. 7 ha. 0, 1, 1, 1. Còn 7 cộng 7 thì bằng 14. Biểu diễn sang hệ nhị phân là 1, 1, 1, 0. Ok, rồi tiếp tục cái phần trị. Phần trị thì các bạn sẽ lấy ở đây là m nè, lấy cái phần sau dấu chấm ha là 11, bổ sung cho nó thêm số 0 là 110. Đây dấu chấm nó nằm đây là 000. Ở đây là 001, 001 nè. Còn đây là 110, còn đây là 111. Ok. Từ ba cái phần S, SV và Frog, các bạn sẽ ghép nó lại thành số binary ở số hệ nhị phân ở dạng là dấu chấm động ha. 0 0 1 1 0 1 1 0 ha. Ok, ghép ba cái phần này lại. Rồi mình sẽ qua bài tập thứ hai, là mình sẽ chuyển ngược lại từ số hệ nhị phân ở dạng dấu chấm động sang số thập phân ha. Thập phân. Đó. Số hệ thập phân. Đầu tiên mình sẽ tìm cái S, vì đây là các số dương cho nên S bằng 0. Rồi, đến cái phần mũ, phần mũ ha. Đây đây là phần mũ đây. 1. 1 đây. Đây là 1 ha. Còn cái phần mũ đây, các bạn sẽ chuyển nó sang số thập phân luôn. Đây 4 cộng 2 bằng 6 ha. Còn đây 4 cộng 2 cộng 1 bằng 7. 7. Còn đây là 8 cộng 4. 8 cộng 4 cộng 2 bằng 14 ha. Ok. Đó. Xong cái phần mũ, các bạn sẽ chuyển nó sang, mình sẽ tìm ra được cái số mũ của nó ha, số mũ ơ của nó. Thì ơ sẽ bằng SP trừ cho bias. Đây. Ơ bằng ESP trừ cho bias ha. Và bias bằng 7. Bias bằng 7 bằng lấy 1 trừ cho 7 bằng trừ 6. 1 trừ 7 bằng trừ 6. 6 trừ 7 bằng trừ 1. 7 trừ 7 bằng 0. 7 trừ 7 bằng 0. 14 trừ 7 bằng 7. 14 trừ 7 bằng 7 đây ha. Ok. Tiếp theo mình sẽ tính 2 mũ ơ. 2 mũ ơ thì 2 mũ trừ 6 bằng 1 phần 64. 64. 2 mũ trừ 1 bằng 1 phần 2, 2 mũ 0 bằng 1, 2 mũ 0 bằng 1, 2 mũ 7 bằng 128 ha. Ok, rồi mình sẽ tính cái phần trị, phần trị. Đó là 3 bit cuối nè, thì 000 nó là 0, 0 bằng 8 bằng 0 ha. Đó, mình sẽ đưa nó về xuống số có mẫu số bằng 8. Đó, 001, 001 nghĩa là 2 mũ trừ 3 là 1 phần 8 đây. 110 0 thì 2 mũ trừ 1 cộng 2 mũ trừ 2 nghĩa là 1 phần 2 cộng cho 1 phần 4
tức là 3 phần 4, nghĩa là 6 phần 8 ha. Đó. Và đây là 1 phần 8, đây 0 phần 8. Còn đây là 6 phần 8. Còn đây 6 phần 8 cộng với 1 phần 8 là 7 phần 8 này ha. Ok. Rồi tiếp tục. Mình qua cái số M. Số M là 1 ghép với lại phóc. Đó. Hoặc là bằng phóc cộng với 1. M bằng phóc cộng với 1 ha. Đó. Rồi. Đây là 0 phần 8 cộng với 1 là 8 phần 8. Đây 1 phần 8 cộng với 1 hoặc là 9 phần 8. 6 phần 8 cộng với 8 phần 8 là 14 phần 8. 0 phần 8 cộng với 8 phần 8 là 8 phần 8 ha. Đây 9 phần 8. 6 phần 8 14 phần 8. 7 cộng 8 là 15 phần 8. Ok. Sau đó bạn lấy hai mũ ơ nhân với M. Đó. Lấy 1 phần 64 này nhân với 8 phần 8 là ra 8 phần 512 ha. Ở đây 1 nhân 9 là 9 nè. 64 x 8 là 512. Ok. 1 phần 2 nhân với 14 phần 8 sẽ là 14 phần 16. 1 nhân với 8 phần 8 sẽ ra 8 phần 8. 1 nhân với 9 phần 8 bằng 9 phần 8. 128 nhân với 14 là 1792 phần 8 ha. Ok. Đó. Sau đó bạn sử dụng máy tính bạn tính cái phân số này, nó sẽ ra được cái số decimal ha. 8 chia 512 sẽ ra số này. Ok. 8 chia 8 bằng 1, 9 chia 8 bằng số này. Rồi, đây là video kết thúc đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.